Có đợt thằng em nó để lộn Zalo nhà, hai người nhắn tin qua chuyện anh em ngọt Là ngào Zalo gì của tùm ai? lum, và của em rể. Ui Rồi sau này bởi kế hoạch ra thì dạo nó xấu hổ là nó đi luôn, là nó chặn Zalo chặn Facebook luôn tới bây giờ. mình em rể anh hả? Em rể là lấy của ai, lấy ai? Là chị em mẹ của nhỏ em đó, là em của ba, Ba mẹ của nhỏ em đó là em của ba chứ, anh em cô cậu. ủa vậy là gần à? Tại vì ba em là thứ thứ lớn cả, xong tới mẹ nó. Ôi giời ơi, vậy là họ rồi, chung họ Nhưng mà cũng như là chị dâu đấy, em rể vậy đó. rồi. Ôi giời ơi. Mà sao biết mà vẫn hốt của nhau luôn hả? Nhưng mà trước cái mối quan hệ này anh có thấy là hai người có nhìn nhau không? Lâu lâu có nhìn nhau Cũng không, tại cái lúc trước có, cho nên em nhậu vô em nói chuyện, rồi em có quýnh vợ em nói bà ăn nhậu chung anh em mà bà chứ vậy không hỏi với chị dâu mà để em rể ngầu cái khều giò khều đùi khều tóc, cái gì? cho nên em mới chẳng nói là không cho nhậu chung, mà nhậu gì thì em đánh em mẹ hay ghen em, có quýnh vợ em là quýnh châu đó, bình thường là không có nói gì tới vợ hết đó. Ơi. Rồi Ông này em ông vẫn khèo vợ anh hả? dạ Vợ anh ăn mặc là có hở mông dạ chưa? không Mặc kín đáo dạ kính, em là con người em là không cho vợ mặc đồ hở hang, kín mà tại sao mà vẫn khèo khèo được? thì cũng như khều đầu khều tay chân vậy thôi, Sao lại vô lý vậy? gọi vậy. Thì em cũng có nói con Cái nhỏ em ông tướng đi đâu rồi? À? Ông tướng đâu rồi? À? dạ Các ông tướng đi đâu rồi? À? dạ quê ở Nha Trang, giờ làm tài xế quê á, Vậy là vợ anh giờ ra khả năng ra Nha Trang rồi, không đi gì vô đây rồi, lại vô nhưng đây mà à? vô đây xong rồi bây giờ một người thì hô ở đây, một người thì hô ở ngoài Nha Trang, em cũng không biết tìm đâu á. Dạ đồ hiệp sĩ có thằng Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều các anh các chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện ở đầu tuần, một anh trai hiện nay là về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Anh có thể giới thiệu anh tên gì? Dạ, em tên là Quỳnh Gia Khôi. Anh Khôi hả? Dạ. Anh Khôi năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 44 tuổi. 44 tuổi hả? Dạ. Hiện nay anh Khôi đang ở đâu? Dạ, em ở Bà Điểm, Hóc Môn. Bà Điểm Hóc Môn hả? Dạ. Cũng xa, anh người thành phố hả? Dạ. Ồ. Rồi anh cho biết hôm nay anh về đây nhờ anh học sĩ tìm ai vậy? Dạ em nhờ hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ giùm. Tìm vợ hả? Dạ. Anh cho biết là vợ anh họ tên là gì? Dạ em tên là Lê Thị Thủy. Lê Thị Thủy. Dạ. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh ngày 15 tháng 7 năm 1989. Tuổi tỵ hả? Dạ. Anh là tuổi thân hả? Dạ. Tuổi tỵ và tuổi thân. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Dạ, vợ là quê Hồng Ngự. Đồng Tháp hả? Dạ. Hai vợ chồng mình là có cưới nhau không? Dạ có. Mình có đăng ký không? Dạ có giấy đăng ký kết hôn. Anh được mấy người con rồi? Dạ có một người con. Trai gái anh? Dạ gái. Bé gái nhiêu tuổi rồi? Dạ anh em 14 tuổi. Nhỏ vậy hả? Dạ. Ồ, anh lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ này được 15 năm. Ồ, 15 năm. Vậy là mình cũng 29, 30 tuổi mới lấy vợ hả? 28 tuổi lấy vợ mới có cỡ 19 tuổi à. Ồ. Mà mình lấy vợ trẻ ha? Dạ. Vợ anh đang làm công việc gì? Dạ vợ của em làm công ty may. Ở đâu? Dạ hồi đó quen vợ thì làm công ty may ở dưới Bà Địa Phúc Môn, rồi may cho công ty Việt Tiến. Rồi có sự xích mích rồi vợ mới chân bỏ đi luôn. Ồ. Thế còn anh làm công việc gì? Dạ em thì đi làm hồ, rồi có khi đi làm cho ông chú làm bên ngày bảo ôn. Bảo ôn là gì anh? Dạ ngày cắt nhiệt ống nóng á. À cách nhiệt hả? Dạ. À chống 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 nóng trong Chống nhà nóng hả? cho mấy cái nhà máy. Ồ, lương cao anh? Dạ một ngày thì cũng được 300. Thế còn vợ anh lương cao không? Dạ vợ thì hầu đó thì hầu chưa dịch thì cũng một tháng vợ lãnh được mười mấy triệu, sau này dịch rồi thì biên chế vợ lãnh còn được 7 8 triệu tháng. Thế là con gái anh còn học không? Dạ còn. Đang học lớp mấy rồi? Dạ năm nay từ ngày mà biết em với là vợ em xảy ra công chuyện thì con nó học nó hơi sức bát, với hồi đó con học giỏi lắm. Năm nay cho nên con nó còn bị sức bát luôn, năm nay nó rớt lớp 10. Thì lớp 10 không không đầu Dạ. anh? Con thì hồi nhỏ từ lớp 1 tới lớp lớp 9 là học giỏi lắm. Mà lớp 10 là thi không đậu. Dạ. Anh có nhà ở Hóc Môn không? Dạ có. Nhà mình hay nhà của ai? Dạ mình. Nhà lớn không anh? Dạ nhà cấp 4. Anh hiện nay công việc có ổn định không? Vậy thì cũng làm theo công trình, thì cái này làm không được thì mình kiếm công việc khác mình làm. Vợ anh bỏ nhà đi lâu chưa?
Vợ bỏ đi ngày 11 tháng 1 năm 2003. Bao nhiêu? Vợ bỏ đi năm 2023 Ngày mùng 1 tháng 11. tháng 11 Dạ. năm 2023. Dạ. Ồ, gần một năm rồi hả? Dạ. Ồ, sao gần một năm mà mình mới mới đi kiếm? Dạ có 4 tháng trước có tìm vợ về, vợ xin thôi cho em đi lên rút bảo hiểm đi rồi vợ về sống. Xong mình thì thương vợ mình cho, tại lúc khi đó là vợ đi cũng 4 tháng, 5 tháng rồi. Tìm vợ được rồi thì vợ nói thôi cho em đi lên rút bảo hiểm đi rồi em về sống với anh, xong rồi vợ đi biệt tên, biệt tâm, biệt tích tới bây giờ luôn. Ừ. Anh tìm trước, anh tìm được vợ vợ đi trong vòng 4 5 tháng. Anh Dạ. tìm được là anh tìm được ở đâu? Dạ ở trên Nam Tân Nguyên. Sao lại từ Hóc Môn Bà Điểm mà về Nam Tân Nguyên chi vậy? Nói ra thì nó cũng là được một cái dịp vô tình, tại vì bữa đó mình nằm mình ngủ có người nói con lên ngầu ngay chỗ đó, thì là một ngày đó con gặp vợ con, đúng lên ngày đó là ngầu chỗ đó gặp vợ luôn, khỏi đi Ô, ai 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 báo mộng báo tin cho tìm. anh vậy? Dạ không biết, tự nhiên mình nằm ngủ mình thấy vậy là tự nhiên chạy chỗ đó ngầu đó là gặp vợ la Vậy là liền. tự dưng anh từ Bà Điểm Hóc Môn về dạ Nam Tân Nguyên luôn. dạ Xa vậy mà anh cũng biết đường đi luôn hả? dạ anh thấy nói rằng thì tuần nào em cũng lên Nam Tân Nguyên tìm vợ, tìm chỗ nhà trọ cũ mà giờ vợ dọn chỗ khác rồi. À, trước đây anh cũng đã từng sống ở Nam Tân Nguyên. Dạ không có sống. Trước đây cơ mà. Dạ không có sống. Ô, thế sao anh nói là trước đây anh ở trọ đó? Vợ ở chỗ cũng như là vô tình mình ngủ mình nói có Là người thời bỏ xưa chưa mới lấy đây, nhau. dạ mới đây chứ hồi xưa giờ em ở Sài Gòn mới đây mới khoảng vợ bỏ đi 4 5 tháng em tìm thì Em vợ đang ở hỏi trên. anh, em đang hỏi anh. Dạ. Lý do tại sao mà một cái một mà anh biết Nam Tân Uyên? Tại vì có ông anh bà con bên vợ làm trên đó có lâu lâu khoảng 1 năm 6 7 tháng gì lên trển chơi lần. Là có về đây thì nó có về chơi hả? Dạ Ồ, là anh vợ hả? à, Anh bà con hả? em với anh là cọc chèo, vợ của anh là chị vợ của vợ của anh là chị của má vợ em. Vậy là lâu lâu mình cũng về Nam Tân Uyên cho mình biết đường đúng không? Dạ Và một ngày đẹp trời thì có người báo mộng báo tin cho anh dạ là cứ về đó ngồi là sẽ thấy vợ. dạ Rồi anh thấy vợ anh thì anh thấy vợ anh trong bộ dạng sao, đi xe dạ gì, đi dạ bộ hay vợ xe? đi xe là ở đón người chị bà con, nhưng mà em có điện bà chị người con hỏi có gặp vợ em trên đó không thì người đó chối không, nói không biết. Rồi thế Nhưng anh gặp vợ anh thì là lúc bây giờ anh có theo về nhà về phòng không? dạ có vợ chưa cho về phòng, xong hai vợ chồng ra ngoài quán uống nước uống một chút Tại sao vợ xíu. lại không cho theo? Không, ban đầu mình gặp vợ, vợ nó để cho vợ làm, nó anh đi tìm em cực khổ quá thôi bây giờ về đi, cái vợ đòi đi làm mà em không cho, rồi rốt cục vợ nó thôi vậy đi vô quán nước uống uống nước uống nước, xong rồi vợ mới chẳng kêu về nhà trọ uống nước, xong đó vợ chân chỉ nhà trọ, xong rồi vợ nói thôi để cho vợ làm đi. Để nhà trọ đó này có đồ của đàn ông không? Dạ không, đợt đó lên thì không có, Nhưng mà nhiều đồ không? dạ đồ nhiều. Nhưng mà theo anh nhìn nhận ở đấy có mấy cái gối? Dạ tao ba bốn cái gói. Cái giấy? Dạ Quần áo, giày dép của nam giới không? dạ không, Quần áo, quần nót, quần ấy mình có để ý không? Có tìm không? dạ cái đó em thì từ em lục em chỉ vô mở một ngày rồi xong khoảng một tuần sau em Một ngày lên. mình mò mình kiểm tra xem mà có quần áo, quần nót, quần xì còn đàn ông không? Mình sao mình cũng tìm. Dạ không, cái đó mình nghĩ là thôi vợ mình đi làm thì chứ em mới chẳng Không, lần. biết rồi, đi làm rồi, nhưng mà tại sao mình không không để ý những cái khoản đó? Nhưng mà trước đây là lý do tại sao mà vợ anh thì một cái một bỏ đi lên lên đó được? Tại vì cái ngày đó là ngày em nhớ ngày đám cưới của con nhỏ em bà con là kêu vợ đi đám cưới, vợ không đi thì ngày qua ngày mai là ngày 11 tháng 11 là ngày đưa dâu, vợ nghỉ làm kêu hai vợ chồng đi, cái nói thôi anh ở nhà đi để em đi, thì em mới chẳng đi chơi, đi chơi tới 4 giờ về thấy vợ đang bài nhậu Vợ là nhau. nhậu là mấy em rể. Rồi cái em mới chuyển về em mới chẳng năm mấy em về em nói nghĩ sao à, em không đi thì em điện cho anh về em đi, cái dòng họ với em đám tiệc đám giỗ đám ma gì điện anh cái anh cũng chạy dữ mà tới dòng họ anh thì em không đi, cái em chẳng về vợ vợ chồng thì em chẳng về nhà em nhậu là ông bạn ở nhà trọ kế nhà, rồi em nói nếu mà xong chưa về còn nhắm ở chổng được thì ở luôn đi đừng về nhà, thì đó em nói vậy thì tấu là vợ em cuốn đồ đi luôn, là tấu vợ em đi luôn. Tối vợ đi luôn. Dạ Vợ anh có hay nhậu? dạ cũng không có nhậu, chỉ có nhậu anh em có ở nhà chứ tuần nào cũng có tổ chức nhậu anh em nhà thôi à. Là trước cái thời điểm đó vợ anh vẫn đi làm công ty đều đều hả? Dạ Làm công ty là lâu lâu vợ anh có nghỉ không? dạ không Anh đi làm hồ sao anh biết được? dạ tại vì
Dạ, biết tính của em thì cái tính hay ghen, cho nên em mà cái nghi cái gì là có bữa thì em xin nghỉ em xuống chỗ công ty cũng nhiều lần, nhiều khi em xuống công ty á em theo dõi nhưng thấy không có gì hết á. Vợ anh ở nhà có nhắn tin gọi điện cho ai không? Dạ không, nhưng mà sau này từ từ em mò mò ra thì em nghi rồi, em cũng thấy nó hồi em tối ngày chỉ bấm tin Zalo Facebook lên hoài mà gặp anh vô chứ em cúp máy là sao kỳ vậy. Có triệu chứng rồi, Dạ, thì tới đó chắc cũng có muốn triệu chứng rồi. triệu chứng rồi. Tối vợ anh ngủ chung với anh không? Dạ có. Mình còn con gái ngủ ở đâu? Dạ, ngủ bên con thì hầu còn nhỏ thì ngủ chung, sau này con lớn lên thì qua nhà nội ngủ. Là chỉ có hai vợ chồng ngủ chung một nhà. Dạ. Và anh tối ngủ có biểu hiện gì nó bình thường hay bất bình thường không? Dạ thì nó rắn thì vợ thì cũng hơi bất bình thường tí xíu Nhạt là nhạt hả? dạ. Nhạt nhạt lâu chưa? Dạ thì lâu rồi thì càng ngày mới càng xảy ra vậy. Nhưng mà lâu rồi đúng không? Dạ. Đó, anh cứ tin 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 thì mà tin. Này trước khi vợ anh bỏ đi là vợ anh ít nhất là phải vài tháng rồi, thậm chí cả năm rồi, thậm chí nhiều hơn nữa. Dạ không, tại vì hầu giác đó là chưa mới dính đây hầu đi Mới bán. dính hả? Dạ. Trời. Mình ở nhà có hay quan tâm để ý vợ không anh? Tại vợ em thì đi làm chứ chiều 5-6 giờ về thì có bữa em nấu cơm rồi cho vợ rồi ăn thôi chứ xong vợ chồng ngủ thôi chứ không có gì hết đó. Mình có nói chuyện với vợ bao giờ không? Dạ cũng có. Có, nhưng mà nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm Vậy thì không? nói chuyện thì cũng bình thường, nói thẳng thì anh em với thứ bảy chủ nhật thì anh em mấy đứa em đi bán với chợ về, với chiều thứ bảy hoặc chủ nhật thì anh em ở nhà với bài tổ chức ra ăn nhậu thôi, tuần nào cũng có vậy thôi. Vợ có thích Dạ vợ cũng thích tại cũng có ngày nhậu nhà mà nhà em có ngày thì vô chung nhà mấy đứa em nhậu. Chứ không có ra đường mà vợ không có ra đường mà nhậu uống người hoài. vợ anh trước khi đi là có thông tin với anh ấy, hoặc là có nhắn gửi cho gia đình là sẽ bỏ anh hoặc sẽ đi luôn không? Dạ không. Tức khi mà anh tìm được như vậy Dạ. là vợ có nói là vợ sống với ai ở tại cái căn nhà căn phòng đó ở Nam Tân Uyên không? Dạ không, vợ có nói vợ con về rồi cái đợt mình sau này em lên em Là cái vợ hôm ở phòng trọ đó anh đến anh gặp được đó. Em chỉ lên là thấy đang nhắn tin người ta là em nóng quá em đập điện thoại xong em cũng gì em cho vợ cái điện thoại khác. Không, em đang hỏi khi anh được người thông tin báo tin là về Lam Tân Uyên ngồi chờ tại ngoài đường Dạ. rồi sẽ gặp vợ, Dạ. rồi khi đó anh gặp vợ rồi anh về nhà của vợ là phòng trọ của vợ sống Dạ. chung một ngày, Học mà có tới chiều là em về. à từ sáng đến chiều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thì anh thấy là trong cái phòng đó có gì là của một người sinh sống hay là phải vài người? Dạ có một em thấy đồ của vợ mà em cũng không có lục đồ, thấy nó có mấy bịch đồ treo treo em cũng không có vô coi. Anh hỏi là em ở đây với ai? Em hỏi vợ ai hầu ở với bạn mà nó Bạn bạn tên gì? Bạn trai bạn gái? không nói. Ồ, rồi trước khi anh về là vợ anh nhắn tin rồi Dạ. cho người ta là không được đến, chồng tôi đang ở Dạ đây. đúng rồi, có vô tình 4 ngày sau em lên là em mới chẳng gặp cái điện thoại đó, đó là vợ đi làm gì em chẳng lên thấy điện thoại hai người đang nhắn tin. Đối giờ Đang tin nói một chút nữa anh qua tới. một chút anh qua tới À chứ không phải chị qua tới đúng không? anh qua tới cho nên em hỏi anh là ai mà không nói, em nóng quá trong khi đó lúc em nóng nữa em kiềm chế không nổi rồi em mới chẳng Ôi đập điện thoại. giời ơi là giời ơi, trước đây mình đi làm về hàng ngày hàng tháng mình đi làm có đưa tiền cho vợ không? Dạ ít lắm. Tiền đây anh để em gì vậy? Dạ, nó ăn em cũng có ăn nhậu ăn chơi đồ còn. Anh chơi gì, đá gà không? Ở Hóc Môn đá gà nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Hóc Môn là đi đâu thấy đá gà mà. Anh có chơi cái môn đá gà không? Dạ có, cái nào có nó Biết mà, có. anh biết buộc cửa không, gắn cửa không, Dạ biết. gắn cửa sắt đúng không? Mình đá có kèo nào thơm thơm không? Dạ không. Không kèo là thơm, toàn kèo thúi à, gì vậy? Em thì tại em lúc mình đi làm hồ không làm hồ em nuôi gà bướm cho người ta. Đó Dạ. biết, nhìn tôi nhìn anh thì tôi biết rồi, nhìn màu là biết là anh đá rồi, biết đá rồi, hỏi vậy thôi. Nhưng mình đá này là có hôm nào thắng không hay toàn thua? Cũng vô chừng có bữa ăn có bữa thua Hên xui đúng tại không? tại Hôm nào con gà nó tỉnh táo thì thắng em mày nuôi mướn ăn thì mình có tiền còn đúng thua mình có cái xác. không? Thua là được cái xác về nhậu. Dạ Mà nếu mà ăn là ăn được nhiều không? người ta đá tỷ 32-3 triệu cái gì ăn gì có được 200-300 gì thôi. Kì ấy? Dạ tại nuôi đá giải trí anh em nhà chứ không có đá người lạ, đá lối làng nha, không cho người lạ lời chân. Sợ người lạ hả? Dạ Còn là thua thì cũng được ăn.
đúng không? Thua thì được được gà, được gà đem với nhau xào sả ớt hả? Anh xào sả ớt hay xào mắm? Em nấu da cầy không Da ạ? cầy đúng, là gà dài lắm, da là dày lắm nhở. Anh nuôi một con trước khi để đá này khoảng bao nhiêu thời gian, 1 năm không? Dạ, cái đó của ông bạn ông mua là ông sắm thôi chứ mình về biết nuôi thôi chứ không có đổ không có Gà gì này ăn hết. ngon nữa. Vậy là mình thường xuyên thua hay thường xuyên ăn? Thường xuyên có được thua nhiều không? Thì cũng có ăn có thua anh. Vợ anh có phàn nàn là anh hay đá gà không? Dạ cũng có. Đó. Anh có nhậu dữ không? Dạ không ít. Ít, nhưng mà mỗi một lần nhậu là nhậu xỉn không? Em Móc cần nhậu chừng câu dạ không. không? Không hả? Em hồi đó thì em nhậu em mối được một lần lại bởi già và muốn chừng 2 lon 3 lon là tự nghĩ à. Ồ, tự nghĩ, nhưng mà mình nhậu hoài được đúng Không không? có được. Vợ anh buồn anh chuyện gì không? Thì vợ buồn hô không lo chăm sóc cho vợ hay sao á. Đó. Ừ. Vì anh không đem tiền đưa tiền cho vợ đúng không? Một tháng có thể anh làm được 7, 8, 9, 10 triệu nhưng anh không đưa đúng không? Mình đã gà hết rồi, với mình nhậu hết làm gì còn làm được đúng không? Ừ. Thế nên vợ buồn anh ạ. À, em nói chuyện nghiêm túc không? Anh là tuổi thân hả? Tuổi thân thì mặc tuổi thân đúng không? Mà sinh phải giờ dần thì xứng như vua, mà anh giờ của anh thì không phải giờ dần, mà giờ của anh giờ con khỉ rồi. Khổ thật. Là vợ đi lần này là lần thứ hai. Tại Hôm đó vì là về được mấy ngày thì vợ anh đi tiếp? dạ anh về được 2 ngày rồi vợ Về nó về 2 ngày thì vợ anh có chia sẻ là vợ anh đi đâu và làm gì? vợ nói vợ thôi cho vợ lên trển làm 10 15 20 ngày nó đi cho đủ Đủ công. không phải là cho đủ nó ký hợp đồng được có ký hợp đồng được có tiền bảo hiểm rồi em thấy vợ năn nỉ mình hoài thôi nói thôi cho anh cho em Sao đi anh, á tại sao anh không nói là bây giờ em nghỉ hết tiền bảo hiểm, tiền hợp thì đồng bao nhiêu anh đưa? em cũng nói vợ vợ nói giờ chẳng lẽ bỏ 4 5 triệu nó chờ 4 5 triệu nghĩa địa gì tình nghĩa vợ chồng em đi bao lâu em tìm mà em còn cực hơn số tiền đó nữa Thế là cuối cùng là vẫn cho vợ đi. đây mình còn thương vợ mình Thế cho hai ngày vợ đó mình có chở vợ đi chơi không? dạ em thì mấy ngày đó em đi bán phụ cho nhỏ em Ôi giời, ôi những ngày đấy là ngày mặn đồng như ngày mới cưới luôn. nhưng cái cũng có về em cũng rủ vợ chơi mà vợ ngại vợ không đi rồi Sao lại em hả? cho nó thôi đi đâu giờ rồi em tại Vậy vì là không muốn đi, vợ không muốn đi từ chối khéo không muốn đi. Còn nếu mà thực sự vợ anh thương anh, vợ anh yêu anh, mà vợ anh nghĩ rằng là hai vợ chồng đang nhớ nhung nhau, đang chờ đợi nhau nhiều tháng, chắc chắn là sẽ vồ vập vào nhau như hai con thiêu thân anh ạ. Mà vợ anh thì không muốn đi. Ồ. Thế là cuối cùng là vợ đi và vợ không quay trở về. em chở vợ lên nhà trọ Ôi lại chở đi vợ đi nữa. tại vì vợ nó lên trển 20 khoảng 10 mấy ngày nữa vợ lên làm xong bảo hiểm vợ về mình thương vợ cho mình chở vợ đi luôn xong mình bắt ráp về Rồi cuối cùng là về sau là vợ không về. dạ vợ Anh đi có đi tìm luôn nữa không? thì lên đó xong rồi tại em còn nhớ ngày đó là lên ngày thứ năm thì thứ bảy thì vợ làm 4 giờ rưỡi về bữa lên thứ năm em nói thôi thì thứ bảy anh lên anh mua gà là vợ chồng nở trọ ăn uống rồi luôn là bữa thứ bảy em lên là vợ em chắc có thể cũng đòi đi bữa Vợ giá ở trong sau đó phòng luôn trọ, vợ ở phòng trọ sạch bách luôn hả? dạ là vợ đóng cửa đi luôn đi tới hình như tới đi luôn không biết luôn Gọi là giao giả phòng rồi, dọn đồ rồi anh. dạ nhưng mà có đợt em có điện anh Hải em tính lên live stream nè rồi vợ mới chẳng nói thôi đừng lên live stream gì đó rồi vợ nói thôi để ông tôi về mà rốt cuộc vợ không về mình nghĩ mình thương cho nên bây giờ em lên Vợ anh đi chính thức đến giờ phút này là bao nhiêu tháng rồi? ngày 11 tháng 11 Đến giờ phút này bao nhiêu tháng? Anh đếm rồi em bao nhiêu tháng rồi? nếu mà tính ra hôm nay tháng 9 là đi cho nay 18 là nay 2 tháng nữa là 2 tháng mấy nữa là đúng năm 2 tháng mấy 1 năm? Nếu mà theo như em bấm xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 tháng 1 năm hả? Dạ 2 tháng 2 tháng rưỡi nữa là đúng năm á Người ta có bầu là có 9 tháng 10 ngày à? dạ tại vì vợ em đẻ có một đứa con đặt vòng tới bây giờ Đặt vòng à? dạ Ui tháo vòng nó mấy hồi là chưa? dạ cái Tháo đó thì tháng một em năm không nữa. biết Mấy người đặt vòng mà tháo vòng cái dính luôn. dạ đó thì em không biết Nếu không có gì thay đổi bây giờ là đang oe đấy, kiểu như anh nghe như vậy anh hình dung không? dạ biết Ở đây anh em không có chăm chọc anh, nói chuyện rất nghiêm túc. dạ Vợ anh đi lần đầu tiên dạ là tại sao đi, em hỏi và được biết là anh sai nhiều dạ trong câu chuyện này, anh là người sai, còn em không không biết là vợ anh trước đây có sai gì hay không. dạ Nhưng anh là một người đàn ông, nhưng mà mình
thường xuyên ăn nhậu, dù rằng mình nhậu nhiều hay nhậu ít nhưng đại loại là hay nhậu, là đôi khi người phụ nữ người ta, nhiều người phụ nữ, em nói thẳng luôn, nhiều người phụ nữ người ta không thích. Ví dụ như lâu lâu có tiệc tùng, dỗ chạp, hội hè thì mình nhậu say lăn quay là bình thường. Thế nhưng mà mình cứ sáng say chiều xỉn hoặc cái dạ, sáng say chiều xỉn thì em có chỉ có một tuần nhậu anh em gia đình thôi chứ không có ngày nào nhậu hết. Một tuần nào cũng nhậu như vậy là người ta mệt mỏi lắm. Nhậu xong không, ai? Tại vì nếu mà em, nhậu em hỏi anh này, nhậu xong ai rửa chén? Tại nhậu ở trong nhà nhỏ em thì có người dọn rồi hết, chứ không có phải là nhậu nhà. Còn nhậu nhà thì cũng vợ chồng cũng chia nhau rửa chén, tại một đó. Tuần nhậu nhà này nhà ai nấy rửa. Nhưng mà vợ anh là không muốn nhậu. Không nhậu, tại muốn, vì muốn nhậu nhậu chung không? anh em và có nhậu chung hết, tại vì tuần nào anh em nhà cũng nhậu chung hết á, chứ không phải là đi ra đường mà nhậu bê tha. Cũng Cái thứ như nhất. Cái điều thứ hai là anh không đưa tiền cho vợ. dạ em chỉ có cái lợi chỗ đó. Đó là thất bại. Đúng chưa? Dạ. Đó, phụ nữ người ta không chịu. Dù rằng đưa nhiều đưa ít, ví dụ lương anh 10 triệu anh phải đưa cho vợ 5 triệu. Đúng không? Đó, còn lương anh 2 30 triệu thì nó khác. Nhưng mà lương của anh này có ít. Thế nhưng mà anh thì không đưa, anh giữ hết đá gà, đá vịt, đá ngan, đá ngỗng này thì làm gì còn nữa. Vì vậy vợ anh mới lại sinh tình cảm cho người khác. Nhưng mà cho anh hỏi này, cho em hỏi là vợ anh về đó là cái ông anh rể ông có gần đấy không? Ông em rể tại vì ở đó là em là lớn nhất. À, em là à, anh là lớn nhất. Dạ. Thế em rể có gần đó không? Dạ không. Ở xa không? Ở quê Nha Trang. Thế gần đấy có người nào mà cọc chèo với anh không? Cọc chèo thì có được hai đứa em cọc chèo, một đứa thì ở nhà hoài, còn một đứa thì mướn nhà ở Người dưới ta quận còn một ở đó. đó không? Dạ còn. Người ta vợ người ta có hạnh phúc không? Dạ có. Thế hiện nay anh có biết là vợ anh đi theo ai không? Thì em có đợt thằng em nó để lộn Zalo nhà, hai người nhắn tin qua chuyện anh em ngọt Là ngào Zalo như của tùm ai? lum và của thằng em rể. Ôi giời. Rồi sau này bởi kế hoạch ra thì vợ nó xấu hổ là nó đi luôn, là nó chặn Zalo chặn Facebook luôn tới bây giờ. Vậy là em rể anh hả? Em rể là lấy của ai, lấy ai? Là chị em mẹ của nhỏ em đó, là em của ba. Ba của anh? Mẹ của nhỏ em đó là em của ba, anh em cô cậu. Ủa vậy là gần à? Tại vì ba em là thứ thứ lớn cả, xong tới mẹ nó. Ôi giời ơi, vậy là họ rồi, chung họ rồi. Nhưng mà cũng như là chị dâu đó em rể vậy đó. Ôi giời ơi. Mà sao biết mà vẫn hốt của nhau luôn hả? Dạ. Nhưng mà trước cái mối quan hệ này anh có thấy là hai người có nhìn nhau không? Lâu lâu có nhìn nhau không? Cũng không, tại cái lúc trước có, cho nên em nhậu vô em nói chuyện, rồi em có quýnh vợ em nói bà ăn nhậu chung anh em mà bà chứ vậy không hỏi với chị dâu mà để em rể ngầu cái khều giò khều đùi khều tóc. Cái cho gì? nên em cho nên em mới chẳng nói là không cho nhậu chung, mà nhậu gì thì em đánh em mẹ hay ghen em, có quýnh vợ em là quýnh chỗ đó, bình thường là không có nói gì tới vợ hết đó. Trời ơi. Rồi Ông em này ông ấy vẫn khều vợ anh hả? Dạ. Vợ anh ăn mặc là có hở mông hở dạ chưa? Không. Mặc kín đáo không? Dạ kính, em là con người em là không cho vợ mặc đồ hở hang. Kín mà tại sao mà vẫn khều khều được? Thì cũng như khều đầu, khều tay, khều chân vậy thôi. Sao lại vô lý vậy? Gọi vậy thì em cũng có nói con thế nhỏ ông, em. Ông tướng đi đâu ạ? À? Ông tướng đâu ạ? À? Dạ. Các ông tướng đi đâu ạ? À? Dạ quê ở Nha Trang, giờ làm tài xế quê á. Ôi vậy là vợ anh giờ khả năng ra Nha Trang rồi. Không đi gì vô đây rồi. Lại nhưng vô mà vô đây xong rồi bây giờ một người thì hô ở đây, một người thì hô ở ngoài Nha Trang, em cũng không biết tìm đâu á. Tại vì ba hầu thì hô ở nó trên năm tôi theo quy anh mở rộng. là người đàn ông mà người ta biết rõ mình có vợ dạ. Và đây là chị em tạm gì giỡn nhau thôi, nói là chuyện tình cảm không có giỡn được, nam nữ không có giỡn nhau được. Hôm nay ông khéo này là mai hôm nay ông gạ này là ngày mai là ông làm cái gì nữa đúng thì chưa? bảo giờ em mới chẳng ghen em về có quýnh vợ em là quýnh vậy giờ đó. Thương nhưng bao giờ vợ mình có thương mình đâu, không thương thì không thương, em vẫn thương vợ em tại vì tánh em là ủa mình biết thừa như vậy là người khác người ta ăn rồi mình ăn lại là đâu ngon lành như anh. Kệ nó, cái chuyện đời mà anh, ai cũng có lỗi lầm đó. Nói nhưng mà bây giờ mình tha thứ cho vợ rồi mà vợ vẫn vẫn tiếp tục thì sao tha được? Cái đó thì mình chịu thôi chứ. Thế vợ anh bây giờ anh xin vợ anh về. Dạ. Anh tha cho vợ. Dạ. Vợ về lại đi tiếp thì anh làm sao? Lại tìm tiếp. Chắc em có thể đi tìm vợ. Lại tìm tiếp. Tại vì em hồi đó bạn con làm trong công ty rồi bạn gái rồi về nhà cũng nhậu đông lắm, ngầu kế em nhậu là em không chịu, em đuổi ra đúng không? Ngầu nhậu em không thích nhậu chung phụ nữ. Tại vì em là
chỉ biết vợ thôi, còn phụ nữ ngầu cưới em là em không chịu. Em đi phòng một là có nam em ngầu vô nhậu, còn có phụ nữ không kêu em vô nhậu em cũng không nhậu, em bỏ không đi. là mất vợ rồi. Vợ anh đi này có đem theo tiền bạc gì Dạ không. không? Không cần tiền. Giờ con của anh giờ đang ở đâu? Dạ ở với em. Gọi là hiện nay là gần một năm qua rồi đúng không? Dạ. Là hai mẹ con cũng không nói chuyện với nhau. Cách này mấy tháng còn nói chuyện, còn sau này chặn luôn, sau Chứ này chặn con gái là luôn hả? chặn gái luôn, sau này là tại vì con gái mới chẳng biết là mẹ nó đụng vào đó vậy đó rồi mới chẳng ấy. Thế khổ. Con gái hiện nay biết thông tin là mẹ có bầu bên ngoài chưa? Dạ biết, cho nên con mới chẳng sa sút, năm nay nó rớt lớp 10. Buồn. Gia đình vợ anh hiện nay là có chia sẻ động viên gì cho anh không? Dạ cũng về dưới thì có ông mẹ vợ kêu thôi nó đỡ rồi, bà nó hư rồi mày bỏ nó đi, với mày lấy nó làm gì nữa, nó tại con thương vợ con không có bỏ, tại vì cái từ yêu á, thì nó dở với từ thương rồi em bỏ không được. Bên cọc chèo của anh ấy, Dạ những là mấy anh em cọc chèo mà hoặc là cái người vợ của cái người đàn ông mà đang nghi là dụ vợ anh ấy, yeah. người ta có gọi điện cho anh ấy. Có sau này ở ngoài điện vô cho nên cấm, bây giờ hai người đó bây giờ nghe hô là không liên lạc, nhưng mà ở ngoài Nha Trang thì không ai biết, tại vì người đó ra ngoài Nha Trang là chạy xe ở ngoài, Lái xe à? dạ tài xế, Xe xe tải hay xe gì? dạ xe tải, Tải. Nhưng mà anh có liên hệ cho một vợ của người đàn ông đó. dạ rồi vợ người đàn ông đó là ở nhà gần em, tại em ruột của em là con mà, Hiện nay còn ở đó. dạ còn. Người ta có thấy tình cảm hoặc là có thấy nguy cơ mất chồng không? Dạ biết, Cô biết câu chuyện này luôn hả? dạ biết tại vì cái câu chuyện này là cũng nhờ chồng bỏ quên điện thoại nhà rồi vợ mới chẳng mở ra, mới chẳng biết là hai người vậy. Ồ, mới biết là chị với em, hai chị em. Dạ mới chẳng chụp hình gửi qua cho em. Ông tướng ấy bao tuổi rồi? Dạ nay sinh năm hình như 84 hay 82 gì á, 84. Vậy là cũng gần ngang ngang tuổi nhau mà. Dạ Tiếng là em đây nhưng mà nhiều tuổi hơn đúng không? không, ở nhà là em lớn tuổi nhất, còn nhiều ai cũng nhỏ hết Không, là người đàn ông đó á. là vai em đúng không? Dạ Vai em nhưng mà là nhiều tuổi hơn vợ anh. dạ nhiều hơn, nhiều Vợ sinh hơn năm có. 89 mà. Dạ ở đó là vợ em nhỏ tuổi nhất, nó nhỏ hơn em út em nữa mà. Vợ anh cái khuôn mặt cái hình này là lâu chưa? Dạ cái hình này là vợ đăng chụp hình bữa ngày Khoảng mấy 4 tháng? tháng 6 4 tháng 6? mới đây. Mới đây hả? Ồ, vợ anh chụp này chụp có app không? Chụp app hả? Dạ không, Hay chụp chụp chung điện, thường? chụp thường bình thoại. Cam thường à? Dạ. Sao đẹp vợ anh à, có hay cười tươi duyên này không? Dạ có. Hay cười lắm hả? Dạ, dạo em vui vẻ lắm. Vui vẻ hả? Rồi, vui vẻ lắm thì có nhiều bạn. Vợ anh có con cắm mắt này được đấy. Cắm mắt này được. Mắt này đẹp này. Vợ anh ở nhà có khóc với anh bao Dạ cũng có. giờ? Khóc nhiều không? Dạ không nhiều. Lâu lâu khóc một lần. Dạ, Mấy tháng khóc một lần. cũng như nhiều khi em làm chuyện gì buồn mà vợ khóc vậy thôi, sau này thôi. Anh có động viên vợ là cố gắng lại mà anh sẽ kiếm tiền nuôi vợ con, nuôi 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 vợ nuôi con không? Vợ em nói ông khỏi cần, để tự tôi lo cũng được nữa. À, với anh làm, anh tự sống thôi, em làm lo cho em là con cũng được mà. Còn vợ anh hiện nay đi đâu mấy tháng này thì làm gì anh không biết. Công Dạ. ty thì cũng bỏ luôn rồi, bỏ trốn rồi. Dạ thì nó là từ ngày mà đi ngày 11 tháng 11 là nghỉ công ty Việt Tiến luôn. Có lên Nam Tân Nguyên làm cho kia được 2 tháng mấy là xin em lên tính ký hợp đồng là bảo hiểm á, là đi luôn tới bây giờ không biết là mai ở đâu. Em nghe phong thanh á, là vợ em giờ đang ở trên Nam Tân Nguyên mở rộng mà em lên tìm hoài tìm không gặp. Làm tân nguyên mở Ở trên Nam Tân Nguyên mở rộng làm công khu rộng ty. lắm, khu Dạ. rất rộng. Còn Nam Tân Nguyên ở dưới đây á, thì em tìm hết rồi, bạn bè là anh em của em cũng lên trên chơi bạn bè nhiều tìm thì không gặp Gọi là hết bất cách cứ nhà rồi máy. đúng Bây không? giờ chỉ còn có nhà máy ở trên Nam Tân Nguyên mở rộng thôi, em tìm không ra nữa thôi, còn dưới đây là tìm hết rồi. Gọi là hết cách rồi. Giờ hôm nay mới về đây nhờ anh em hiểu chuyện mình chưa? Dạ. Anh thực sự là còn yêu vợ khi Dạ. biết vợ mình đi ngoại tỉnh. Dạ còn. Anh hãy nói chuyện cho người đàn ông kia biết để người ta buông tha anh ra, buông tha vợ anh để vợ Dạ anh quay trở lại. thì Anh nói thôi. chuyện lớn tiếng ở đây người ta sẽ xem, Thì chắc bây chắn là giờ người đàn ông sẽ xem. thì bây giờ thì người đó đã buông tha rồi, nhưng mà vợ em nó ngại là vì không dám nhìn mặt nó sớm bà con họ hàng, nhưng mà chuyện này á, em cũng có xin phép má vợ có chẳng lên đây lên live stream đây, với em cũng ở dưới quê là cũng chưa ai biết là vợ em vậy hết đó, nói thẳng cũng như vợ em cũng đang ở nhà bình thường thôi chứ chưa biết là vợ em nó đi vậy luôn.
Cho nên em cũng xin phép mẹ vợ là nói nếu mà vợ con nó về thôi con lên nhà hiệp sĩ Lên Hải đi tìm vợ con giùm. Với cũng coi em lên đây là cũng xin phép mẹ vợ trước mới chẳng dám lên. Với nhiều khi tại vì quê vợ của em là cũng có làm bên công an nhà nước không lên sợ ảnh hưởng tới ông anh mấy ông anh vợ bà con chứ toàn làm công an không à. Nhiều khi mình đăng nhiều khi em lên đây vậy rồi cái phát trực tiếp ai coi rồi đưa cái hình này ra hô là vợ của ông anh em nó ào dày dày nó cũng tội nghiệp cho ông. Không, cái này là ai làm người ấy chịu anh nhỉ, chứ không có liên quan này. Dạ Đây là mình em đi tìm vợ tại vì anh em nghĩ là nhỉ. nhiều khi em đăng này lên là hô à vợ em ngoại tình thế này rồi dòng họ nó mất mặt nữa. Thì có sao mình nói vậy chứ, cái Dạ này anh nói chuyện này có đúng sự thật đó. dạ cái này em nói đúng sự thật. Bây giờ anh hãy nói chuyện một điều gì đó cho cái người đàn ông mà cái người em của anh ấy Dạ mà dụ vợ anh thời gian trước xem được, người ta lé vợ anh ra để vợ anh tỉnh táo quay trở về. thì bây giờ là người đó hô là bỏ rồi ngưng liên lạc rồi chặn Zalo luôn Chắc là chưa? vợ em chặn Zalo của người đó luôn. Không bao giờ. Thế vợ anh chặn vợ anh này giờ hiện nay là có mối khác à? Em cũng chắc như vậy tại vì người đó nói là hồi giờ tao điện cũng không được nữa mà đừng nói chi Trước đây người đàn ông nó gọi anh bằng cái gì? bằng anh Bây giờ là tao mày tao luôn. thì cũng kêu bằng anh thai đàng hoàng. Vẫn gọi anh hai. Dạ Mà em nữa lúc nào em ăn quả vợ của anh luôn. Ôi giời. Vậy bây giờ mình tìm làm gì nữa? Vợ anh này nếu mà nghi ngờ có mối tình khác mình tìm làm gì nữa? không, tại vì em thương vợ muốn tìm gì cho Thương con là vợ anh nó có thương anh đâu. cho con cái nó hạnh phúc thôi thì bây giờ ai cũng có lỗi lầm em cũng nói trước trên cộng đồng đây thôi em ơi em cũng ai cũng lỗi lầm hết thôi em cứ về đi có gì đâu nếu mà em sống ở gia đình anh thấy ra vô ngại gia đình anh thì anh sẽ về quê dân sống với em hoặc không màu là em muốn ở đâu anh ở đó em bán anh bán nhà ở đó đi mua chỗ khác ở Ôi đừng, bán nhà mất nhà luôn. không tại vì em thương vợ em chấp nhận hết tất cả mà Ôi giời. Ngoài kia còn rất nhiều người phụ nữ tốt. nhưng mà em không thích Không thích nhưng mà vợ anh lại thích. cái Hay đó à? là tại vì em là Hai đã người phải đến với nhau dạ thì mới là có hạnh phúc. Anh thì muốn đến với vợ và dạ muốn tìm vợ nhưng vợ anh không muốn tìm anh thì sao mà tìm? thì em cũng nhờ chia sẻ đồng đồng chuyến này chắc em gặp vợ em nữa thì cho ngầu đối mặt một lời nói thẳng Nếu ra gặp luôn vợ anh bây giờ, ngay bây giờ anh sẽ nói điều gì với vợ để cho vợ anh động lòng? bây giờ anh sẽ em anh nói thẳng với em là ai cũng có lỗi hết anh cũng có lỗi với em trong phần này mà em cũng có lỗi với anh thì thôi anh cũng không nhắc đến chuyện này nữa thì thôi vợ chồng mình về làm lại đi được sống với nhau còn có con càng ngày càng lớn rồi với bây giờ tuổi con như bây giờ 15 16 tuổi rồi mà ra đường nó biết mẹ nó vậy rồi nó đâu có mặt mũi đâu con trai thì sao cũng được con gái mà cho nên em về sống với anh với con thì cho con nó thể diện là vợ 3 năm 5 năm nữa con nó lập gia đình rồi chẳng lẽ rồi hỏi mẹ đâu nếu mà em không về tới đó lỡ mà em không chịu về rồi tới đó con lập gia đình em nhắm coi anh có cho em về để dự đám cưới con không Rồi anh nhắc lại cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết là vợ anh họ tên đầy đủ gì, sinh năm mấy, quê quán ở vợ đâu. em là tên Lê Thị Thủy sinh ngày 15 tháng 7 năm 1989 quê quán là Đồng Tháp Hồng Ngự xã Thường Thế Tất cả những thông tin mà anh chia sẻ trên video đội hiệp sĩ Quân Nam Bình Dương hoàn toàn là có đúng sự thật không? dạ đúng sự thật Nếu sai, em chịu trách nhiệm ha. trách nhiệm hết Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của anh. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và thường lộ bình an nhé. Hy vọng trong thời gian tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ cho anh để cho anh gặp một lần. Nhưng mà gặp vợ anh có về với anh hay không nha, và ở tiếp hay không thì không ai dám chắc. Thì chỉ cần cô gặp vợ và để vợ chồng để và có con nói chuyện với nhau là được. Nhá. Ngày hôm qua anh em cũng có tìm được một cặp vợ chồng như vậy. Nhưng mà khi tìm chưa tìm được thì em tha thiết các mong các anh tìm được vợ cho em để em gặp được cái là vợ em về ngay. Em nói chuyện vợ em về ngay. Nhưng mà hôm qua là không, tôi không về, tôi không về Tại vì đó. vợ thì bây giờ nó thẳng thì vợ nó sợ nó xấu hổ thôi nhưng mà cái gì cũng vậy. Rồi cảm ơn anh nhé. Hôm nay anh về đây nhờ anh em sinh Dương ghi để đăng tin tìm vợ. Anh có đồng ý cho các anh em sinh Dương chia sẻ tất cả những thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ? Dạ cho. Rồi cảm ơn anh nhé. Rồi chúc anh thường lộ bình an. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái là đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ quân Đồng Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58.
Đây là câu câu chuyện một người phụ nữ đã tiếp tục bỏ đi theo người đàn ông khác, theo người chồng chia sẻ. Chưa biết hiện nay là cái câu chuyện này ai đúng ai sai, nhưng mà theo anh em đây nhìn nhận, phụ nữ mà đã bỏ chồng, bỏ con mà đi thế này, là đi thì dễ mà về thì khó anh ạ. Chúc anh luôn luôn may mắn nhé. Rồi xin chào anh, xin chào tất cả cô chú anh chị.